Mời quý thính giả cùng nghe đọc truyện trên kênh của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe ba truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Truyện ngắn, tôi nói dối bà thì tôi làm kiếp. Truyện ngắn, người ngựa ngựa người và truyện ngắn, suýt thành nhà đại phú. Mời quý thính giả cùng đón nghe. Các bạn đang nghe truyện Tôi nói dối bà thì tôi làm kiếp Bác Khóa ơi Ơi Ai gọi đấy Ra ngõ tôi hỏi cái này U tôi bảo bác giả u tôi tiền đi Bác ra Hà Nội buôn bán đắt hàng U tôi không để cho chịu đâu Ấy Chị cứ về đi Tôi toàn lại đằng nhà bây giờ đây mà Tôi không về Bác có giả thì bác bảo Không có u tôi đến Thì bác chẳng ra gì đâu Nằm hết Tết đến rồi gớm có mấy đồng bạc mà làm như nặc nô ấy chị cứ về trước đi tôi ngần này tuổi đầu chả nhẽ tôi lại nói dối à thế bác nói dối u tôi thì bác làm sao tôi nói dối bà thì tôi làm kiếp chó chị phải biết tôi phải giữ danh giá cho tôi nhiều chứ mà bác khóa là nói đúng đấy không bao giờ bác quên bác là thầy khóa cho nên không bao giờ bác làm những việc mà thầy khóa không nên làm đại khái đói thì nhịn chưa quyết bác không chịu khi nào làm nhục nhà nho mà bán rẻ cho ông chủ báo nọ mỗi bài thơ bát cú là ai hào gọi nhã là tiền nhuận bút giấy rách thì giữ lấy lề mà cực chẳng đã lắm nằm đói trước bác mới phải gạt nước mắt bà bán thằng con đi lấy hai hào tám nhưng cũng vì việc bán con cho nên bác khóa mới nổi danh là nghèo kiết mà một người nghe đồn mới động lòng đón bác về dạy con học từ đó cái số bát cơm nó chui vào trong bụng bác tuy chỉ vừa khảm với cái số chữ nghĩa phải tuôn ra ngoài miệng mà thôi nhưng cái óc không phải lo nghĩ Thì cái mặt cũng được nhăn nhó lo buồn Nhưng những cái chơi khoăm của số phận Bao giờ cũng hay bắt nạt bọn lép vế Bởi vậy ba khóa lan vừa được tạm tha trong ít lâu Đã bị nó truy ngay lượt nữa Nguyên là ông chủ nhà bác ngồi dạy học Rồi đến giữa năm Bây giờ gọi là năm ngoái rồi Ông chủ nhà bị một cơn ốm nặng Mà ba hôm sau ông chủ tạ thế Thì ông chủ cũng tạ thầy vậy Thế rồi đến tháng chạp Bác cố vay bà Lý Tư mấy đồng bạc Tùy nó bóp lại đến lẻ cổ ra đấy Nhưng được cái vốn để mua giấy Bút, mực Rồi hấp tấp ra ngay Hà Nội Mở trước tiên ở phố Hàng Bồ Một ngôi hàng câu đối Tết Bởi vậy từ hôm nọ Ta thấy bác ấy ngồi cù rù trên cái chiếu sải Dưới mái hiên phố Hàng Bồ Khoa cái chăn chiên Khoảng cái khăn xếp vào cánh tay Và nếu không khua ruồi hoặc bóc kẻ Thì bác lại khoanh tay đặt trên cái gối bó sò Để kê cái má ép nghiêng xuống Mà lắc la lắc lư cái lưng như có ý trầm tư mặc tưởng vậy. Khách nhà quê ra tỉnh sắm Tết đông như đám hội. Kẻ sách vài củ thủy tiên, người mang giam ba bánh pháo. Mà khỉ quá. Ấy, năm mới phỉ thôi. Mà khởm quá, có cái đồ nội hóa là câu đối, thì chả có ma nào nó hỏi. Đền nỗi những tờ giấy đỏ chóe la liệt đằng lưng với hai bên cạnh giường bác khóa. Nó cứ dậy đành đạch ở trước ngọn bác phong. Vì vậy, bao nhiêu câu đối ế, bác định ngày 28 Bác bán hạ giá đi tất cả Để mai 29 chín Nhưng kể là ba mươi Về nhà quê ăn Tết Nhưng thực trời chả thương bác tí nào Mở mở sáng hôm ấy Bác vừa treo xong hàng lên trên xây Thì ác quá Một trận mưa như chút nước ráng xuống Làm ướt cả giấy Nhòe cả chữ Rồi vừa mới hong ra gió được một lát chưa khô Thì bất thình lình Đến gần 11 một giờ Ông ấy lại chơi cho trận nữa Mà chính trận mưa tình cờ này tác giả đây cũng bị cái nạn chung với bác khóa ở trước ngõ tràng an cho nên cũng đoán hẳn rằng câu đối của bác ấy tất là đi đời cả chiều hăm chín bác khóa lan vừa thò về đến đầu làng họ đã kháo nhau rồi đến ngõ réo ỏm tỏi lên đòi nợ khất vừa trôi món bảo nhiêu định lại đến con đi con nhà bác khán vị nó reo ngoài ngõ rồi anh xạ đan để nói khó chịu vừa ra khỏi thì vợ lão hương quả đã gọi dầm rầm làm um cả xóm dậm dọa lôi thôi mất cả giá trị Chẳng nhẽ mình là đàn ông đàn an Lại đi sinh sự với con đàn bà lắm miệng Và chàng lại là thầy khóa có học Thôi thì túng bấn Ta chịu xử nhũn vậy Chứ mà vào cái thời buổi chữ nho còn thịnh như hai ba mươi năm về trước Thì úi chào Sợ đách gì đứa nào Đổ chó Ấy nhà nho hay có lối nghĩ kiêu như thế đấy Lúc sẩm tối Ba khóa lan đang nằm co trên phản Và tay lên chán mà ngậm cái đời đáng chán như thế Thì bỗng cái tay bác đã giật nhồm cái lưng bác dậy ơi, ai gọi gì đấy? Cái món nợ của bà Lý Tư này mà bác vừa thề là kiếp chó ban nãy mới là ngặt đấy. Bà ấy ghê gớm có tiếng ở làng. Không những ông Lý Tư đã phải khom lưng dưới cái hung hãn của bà ấy, mà người làng, kẻ nào có dính đến tiền nong, cũng đều sợ cái oai của con người mắt trắng môi thâm ấy. Không trả xong thì khó mà yên được, từ nay đến giao thừa. Nhưng tiền đâu mà trả. Còn bé vừa về thì ba cũng xoay kế. Hay là ta tạm trốn quách đi cho xong Nhưng trốn vào đâu Nghĩ vậy Bác đứng phát dậy Cuộn chiếc chiếu giấu ra đằng sau Gấp chiếc chăn xếp gọn lên xà nhà Mang bát hương với ba cái đài rượu xuống bếp Vùi trong đống so Rồi lên nhà Đương soát lại xem còn gì đáng giá nữa hay không Thì ngoài cổng đã có tiếng gọi Bác khóa ơi Bác giật mình vì chính là tiếng lão lý tư Cho nên không trả lời Lách mắt ghé qua khe liếp Thì trời ơi Lão Lý chẳng đi một mình, lại kèm thêm cả người tuần nữa. Bác Khóa hỏa người lên, không biết họ định bắt mình hay sao. Bác Khóa ơi! Thôi, trốn ra ngoài thì chậm mất rồi. Nhưng trông trước trông sau thì nhà trống hoác, trốn vào đâu? À phải rồi, chỗ trốn đây rồi. Ẩn tạp đấy, chỉ khổ độ 5 phút thôi. Bác Khóa ơi! ơ ờ, hay, sao mà không thưa thế? Bác Khóa làn thấy bọn họ vào. Mau, mau, hỏng việc bây giờ ba khóa giật vội cái chăn chiên cuộn tròn vào người rồi cố chui cho lọt vào cái cũi chó để ở gió buồng tối khóa tách chốt lại ơ ờ, hay không có nhà thực à bác nằm phục vị ở trong cũi cò quắp im thìn thít chống ngực thình thình mồ hôi ứa ra như tắm lắng tay để nghe tiếng gót chân nện xuống đất thỉnh thịch rồi tiếng xôn xao hỏi nhau tối quá ông có diêm cho xin một cái ơ ờ mà không có nhà thực. Nó lại đi trốn đâu đấy chứ gì? Nhưng chẳng nhẽ ta về không? Bà Lý đã dặn, xem nhà nó có gì đáng giá thì bắt đem về mà. Tiếng gót chân lại xa dần, ba khóa ló mắt nhìn xa, thì thấy ông Lý và chú Tuần đang soi khắp nhà. Soi chán rồi nói, tiền nhân á, chả nhẽ đem mà đốt nhà đi, chứ chả có gì đáng nửa đồng kẽm. Nghề nhà nho đã hay khái, nay lại nghe thấy nó nói nhục thì ai chịu được. Nhưng đã sử nhũn mà nằm co dưới cũi Chẳng lẽ cứ ở trong chăn mà chửi xả nó hay sao Cho nên bác khóa cứ cố bướng bình Mà nghĩ một câu chửi lại cho hà dạ Tiền nhân mày Hút máu mổ người ta lắm Để làm ma bố mày à Rồi thấy chúng vào buồng Bác vội bịt kín cái chăn lại Nén ngực cố thở rõ khẽ Thì nghe thấy tiếng chân càng tới gần Rồi thấy tiếng gậy đập vào cũi Tiếng nói Hay là ta bê cái này về Cả nhà nó chỉ có cái này đáng giá Bê về làm gì? Mà rốt chó chứ làm gì? Trong cũi có gì không? Diêm lại đánh xòe. Anh Tuần nói. Quái, cái gì đen đen ấy ông ạ? À? Ờ, à, mà lại có khóa. Chú thử chọc xem cái gì. Cái chăn gói cái gì mà nhũn nhũn ấy. Thôi, mặc kệ, ta khênh về đi. Bà khóa làn cố phục vị ở trong cũi, nhịn hơi từ nãy đến giờ mỏi quá. Lúc họ đến thì sợ quá, hóa quên cả đi, chỉ cố sao nằm được yên lặng mà thôi Khi nghe họ bàn nhau khênh về thì lo quá Ấy mới nguy Hay là mình nói dối thì làm kiếp chó thực Mà làm kiếp chó đến bao giờ Mai có chắc được ăn Tết không Hay là họ biết mình ở trong cũi mà dọa thế Nhưng mà họ khênh đi thực Họ khênh bác đi Dập lên dập xuống Thịt cọ vào thang cũi Đau chói lên mà không dám kêu Mà sao họ ác thế Họ đi nhanh quá Càng dập mạnh đau không thể nói được Nhất là mỏi quá Cỏ quáp đến hơn 10 phút rồi Còn gì là người nữa Mà càng nghĩ càng thấy mỏi Lắm lúc muốn đâm mặt liều Thôi thì mày muốn làm tình làm tội gì thì làm Ông hãy dở mình một cái cho sướng đã Nhưng đã liều sao không liều từ đâu Thôi đành vậy Hai người lễ mễ bê được đến nhà Rồi đã tối mịt Vừa đặt cái cũi lên trên bờ hè Ông Lý gọi bà Lý có ý khoe khoang lấy công mà rằng Ủa mày làm khổ tao với chú ấy Tao đã bắt cái này về đây Bà Lý mừng lắm soi đèn chạy ra Tưởng là cái gì Hóa ra cái cụi chó Bà Lý giận đầy lên đến cổ Nổi trận lôi đỉnh lên mà rằng Khổ quá Giỏi ơi là giỏi Không biết người hay là ngọ mà rước cái này về làm gì Nói đoạn Hùng hăng như con sư tử cái thực hiệu Bà dơ thẳng chân Đạp một cái rõ mạnh Cái cụi từ trên hè lăn cảnh xuống sân Rồi bà hộc tốc lên một hồi Mắng chồng rầm dĩ những là ngu xuẩn Chán rồi nằm cành lên giường hở cha khóc mẹ Cây ngã không ngờ làm cho bác khóa đau điếng người đi Nhưng bác thấy được dễ chịu hơn trước Vì tự nhiên được dở mình lại Anh Tuần thấy cái tấn kể ghê gớm ấy diễn ra Muốn hạ màn ngay Bèn gọi ông Lý để hỏi xem nên để cái cụi ấy ở chỗ nào Thì bà Lý quát Quảng mẹ nó vào chuồng lợn ấy Bác khóa vừa được dễ chịu một tí Đã lại bị lật sấp phục vị như cũ Rồi vào nằm với lợn một lúc, bác kéo chăn thò mặt ra ngoài, nhìn bốn bên. Thấy im cả mới cựa đầu vạn lưng, bẻ khục tay chân thở mạnh. Tuy được tự do hơn trước, xong cái mùi chuồng lợn nó sông lên khó ngửi quá. Nhất là mấy con lợn, cơ chừng muốn khoe là được sung sướng hơn bác. Nó cứ ụt ịt, trâu đầu chung quanh bác mà nhìn. Thỉnh thoảng lại thò mõm vào trong mà ngửi ngửi. Hình như muốn biết rõ có phải đấy là một dân mới hay không. Cách độ một giờ, trên nhà êm tĩnh cả bác mới tính đến nước đánh tháo. Ừ, chả nhẽ cứ chịu giam cái thân quý hóa vào trong xà lim mãi. Bác bèn lấy thìa mở khóa cũi, rồi cố chui xa, lùi lùi rón rén đi quanh bờ rào. Chỉ sợ động chó, nó sổ ra thì hỏng việc. Bờ rào kín quá, không thể nào kiếm được một khe hở để lách ra được. Nhưng may lạ, chân lần lần từng bước, tay cứ sở soạn các che rào. Bác khóa lan sở thấy một khe hở. hết sức sẻ sẽ Bác cuộn nhỏ cái chăn chiên đút ra ngoài trước Rồi nằm ép người xuống sát đất Lách thỏ cái đầu Lựa vai vươn hai cánh tay sang Rồi hai chân co lại Đạp nhoài một cái Bác đã bỏ hẳn ra đến đường cái Rồi như ông Kha Luân Bố Đặt bước chân thứ nhất lên đất Mỹ Châu Bà khóa làn khoái chí ôm chân đứng dậy Vườn vai vạn lưng Thấy nở nang cả gân cốt Nhưng muốn cẩn thận Trước khi đi bác cúi xuống xòm lại lỗ hàng rào vừa chui xa Xem có vết tích gì mới không Thì ra may quá không Bởi vì lỗ ấy vẫn là lỗ cũ chui được Lỗ ấy mọi khi vẫn là cái cửa xa vào riêng Của con chó nhà ông Lý vậy Các bạn đang nghe chuyện Người ngựa ngựa người Đố ai biết anh phù xe lưỡng thững Sắt cái xe không ở đằng ngã tư đầu phố kia đi như thế từ bao giờ đấy Chồng anh ấy có vẻ đói khách lắm Có lẽ thế thật Vì ai lại 8 giờ tối 30 Tết rồi Còn lang thang phố nọ sang phố kia thế Mà hàng phố Nhà nào nhà nấy đóng cửa cả rồi Còn mấy ai ra ngoài đường làm gì Mà còn hòng một quốc tất niên ấy thế trả xe cho xong quách Về nhà hú hí với vợ con có hơn không Tội gì Vợ anh, con anh Đưa chở anh ở cửa đó nọ Năm hết Tết đến rồi còn mấy giờ đồng hồ nữa thôi, chứ còn lâu la gì. Ấy, giá trong túi có nặng cái đồng tiền, thì chả phải bảo, anh ta cũng về nhà cho xong quách. Việc gì còn phải vơ vẩn vẩn vơ như thế này. Khốn, nhưng anh ấy vừa mới ốm dậy. Ốm một trận tưởng mười mươi chết. Thành ra không những mất một dịp kiếm tiền vào lúc cuối năm, mà bao nhiêu tiền dành dụm trong bấy lâu, sạch rảnh xanh cả. Bởi vậy hôm nay, anh ấy cố vay được cái vốn để đi mua xe, kiếm bữa gạo để ăn Tết. Quái, không hiểu cái ngày nay là ngày gì, mà từ chiều đến bây giờ, anh ấy mới được có hai hào chỉ. Ban chiều, khách áo gấm áo nhung, đi nhan nhàn ở đường, mà mời mỏi miệng cũng không có một ai lên xe nữa là bây giờ. Bực nhất là thỉnh thoảng lại lẹt đẹt Tràng pháo nổ, làm cho anh ấy nóng cả ruột gan. Nghĩ đến cái cảnh Tết nhà giàu mà thèm sò sãi. Họ quang tiền đi về dịp Tết, thì nhau tiền trăm bạc nghìn, để xa phí vô ích, mà mình thì lo méo mặt mấy hào bà gạo ngày mai không xong. Thỉnh thoảng anh ta dòng tay quay cổ, xem có ai gọi ở đằng xa không, thì chỉ thấy đánh đẹp lòe một cái ở giữa đường, làm cho anh ta giật mình đánh thót. Giật mình rồi lại thở dài, ngán cho cái đời bấp bênh. Làm lúc muốn quảng phăng cái xe đi, làm nghề khác, nhưng bỏ nghề này thì xoay ra nghề gì. Anh ấy đi lững thững như thế, qua hàng trống, quạt ra phố nhà thờ, xuyên thẳng ra lối nhà thương phủ soãn. Thì bỗng đứng sừng, quay cổ lại nhìn. Xe! Đây! Bà trần bốn càng, anh ấy chạy vội lại phía có người gọi, hạ hai càng xuống. Bà về đâu? Một bà trạc độ ngót ba mươi tuổi, mình mặc sa tanh nâu, đầu tràng khăn bịt trắng. Bỏ giọt xuống tận bụng, đứng ở đầu hè. Anh có đi giờ không? Bà đi mấy giờ? Một giờ. Xin bà sáu hào. Sao anh lấy đắt thế? hai hào. Thưa bà, xe ngày Tết vẫn thế, và lại bây giờ còn ai kéo nữa, mà bà già rẻ thế. Con kéo một chuyến, rồi cũng đi giả xe về ăn Tết đây. Bà khách thấy anh xe nói ra ý không thiết kéo, nên quay lưng đi. Này, bà giả bao nhiêu? Hai hào là đắt rồi, ngày dưng chỉ có hào rưỡi một giờ thôi. Thôi, năm hào rưỡi, bà có đi không thì thôi. Thôi, bà khách lại quay lưng đi lần này thì đi thẳng anh xe vắt chân chéo kheo trọng càng lên trời mà nhìn theo mãi một lúc anh đoán có lẽ người này cũng là khách kiết nên mới trả rẻ quá như vậy thôi thì người già thì ta non anh chạy theo và gọi này mời bà lên xe hai hào xin bà hai hào rưỡi bà khách vừa bước chân lên sàn xe thấy anh xe vòi hai hào rưỡi vội nhảy tọt ngay xuống đất không hai hào thì thôi thôi đây mời bà lên. Bà khách vạch cổ tay áo xem đồng hồ. 9 giờ 5 nhé, nhưng kể là 9 giờ đúng cũng được. Anh xe kéo giờ nên cũng chỉ chạy dưỡng lão thôi. Đít nhổm mạnh mà bước ngắn, vì thì giờ là tiền bạc, chậm phút nào là tiền phút ấy. Trước anh xe tưởng bà khách đi có việc, cho nên còn chạy. Sau thấy bà cứ trò vơ vẩn, hết phố nọ sang phố kia, mà trả đỗ ở phố nào cả, thì mới đoán có lẽ là cánh ăn xương chi đây. Anh bèn đi bước một Nhiều lúc muốn hỏi thực Nếu có phải răng há thì mình giới thiệu cho một món sộp đáo để Nhưng lỡ không phải thì họ mắng cho Và không trả tiền thì khổ Qua chợ Đồng Xuân Vòng về hàng cót Lại rẽ sang cửa đông Bà khách bỗng hỏi Anh có bằng lòng kéo tôi giò nữa không? Vâng, nhưng bà có cho cháu hai hào Thì cháu kéo hầu bà dò nữa Được À, anh có hào lẻ không? Cho tôi vay mấy hào, trong nữa tôi giả cả đồng cho tiện. anh xe móc bao phục lấy ra hai hào đưa cho bà khách. bà khách vào hiệu mua gói thuốc lá bao diêm còn tiền mua cả hà dưa để cắn. anh xe nhấp nhổm chạy rào càng vài bước rồi lại tiến bước như trước. một lúc anh mới đánh bảo hỏi một câu rõ khôn. bà tìm ai thưa bà? tôi tìm người quen. người quen bà ở phố nào? anh cứ kéo đi. anh xe lại cứ kéo như thế ra ga vòng về đường sinh từ quạt về hàng bông, hàng mảnh, hàng vải thâm, vân vân. Mãi mãi mà người khách vẫn không tìm thấy ai quen. Thưa bà, bây giờ mấy giờ rồi? 11 giờ kém 5. Con kéo hết giờ này, xin bà cho tiền để con đi đón khách ở ga về. Anh có bằng lòng kéo tôi giờ nữa không? Thưa bà, con đón khách ở ga hay ở nhà chớp bóng thì một cuốc cũng được hai hào chỉ. Anh đã chắc có khách chưa? Hay là mật ít ruồi nhiều rồi dắt xe về không? Anh lại cố kéo tôi giờ nữa, đi thủng thỉnh thế này mà được tiền, Chả hơn chạy mửa mà ra ư. Anh xe nghe bùi tai, lại bằng lòng kéo. Hàng phố càng thấy thương người đi, ca cửa đóng kín mít. Đi một lúc qua ngõ chạm, vòng sang hàng điếu, rồi rẽ sang hàng bồ. Lúc ấy bốn bên im lặng như tờ, chỉ thấy tiếng lách tách bà khách cắn hạt dưa thôi, thì bỗng một chàng pháo nổ, đỉ đẹt pháo giao thừa. Mấy giờ rồi thưa bà? Phải rõ, nhà nào bây giờ đã đốt pháo giao thừa? Mới có 12 giờ kém 15. Anh xe mới nghĩ, 15 phút nữa mình sẽ có 6 hào. 6 hào với 2 hào là 8. Thế nào ta cũng nải thêm bà ấy mở hàng cho một hào nữa là 9. 9 hào, mở hàng ngay từ lúc năm mới vừa đến. Thật là may, mới năm mới đã phát tài. Thôi, sang năm tất là làm ăn bằng 10 bằng trăm năm nay, rồi anh nghĩ đến vợ con mà phấn chấn trong lòng như có cái sức gì nó xúi rục anh quên khổ để vui lòng làm việc vậy sáng mai kèo chuyên khách qua ga xong rồi ta đánh bát vợ tái rồi mua cho con cái bánh ga tô cho nó mừng vợ ta nghe thấy trong túi ta có tiền thì chắc hớn hở thấy ta làm lụng vất vả để kiếm tiền nuôi cả nhà tất là thương ta lắm nhưng ta sẽ làm ra dáng không mệt nhọc để vợ chồng con cái ăn tết với nhau cho hề hà anh vừa nghĩ thế vừa kéo về phía nhà thương phủ soãn. Tới chỗ khi nấy, anh dừng xe lại nói. Bây giờ có lẽ 12 giờ, xin bà cho cháu tiền. Bà khách có ý luống cuống nói. Chết, anh hỏi tiền tôi bây giờ à? Anh chịu khó kéo tôi một giờ nữa đi. Thôi khuya rồi, cháu phải về nhà. Này, chả nói dấu gì anh, tôi cũng đi kiếm khách từ tôi đến giờ Có anh biết đấy, có gặp ai hỏi han gì đâu. Tôi định nếu có khách thì hỏi vay tiền trước để giả anh. Nhưng chẳng may gặp phải cái tôi suối quẩy thế này Thì tôi biết làm thế nào Thế cô đi xe tôi từ 9 giờ Cô không giả tiền tôi à Bây giờ thì tôi biết làm thế nào Tôi kéo cô lên cẩm Lên cẩm thì tôi cũng đành lên với anh Chứ tôi biết làm thế nào Thế mà cũng vác mặt mà cả xe giờ Lại còn vay tiền người ta mà mua thuốc lá với hạt dưa Nhà tôi ở ngay đầu ngõ hàng bún Khi nào anh đi qua Thì tôi giả tiền anh chứ gì Chứ gì Một trăm ngõ hàng bún Ai biết ngõ nào mà tìm Tôi không có tiền đâu Trả tin anh khám mà xem Tôi không khám Cô giả tiền tôi cho tôi về Đây hay là phu la Áo đồng hồ đây Anh muốn lấy thức gì thì lấy Tôi lấy để làm ma mẹ tôi à Thôi này đừng cáo làm gì Tôi bảo Cảnh tôi cũng như cảnh anh Cũng là đi kiếm khách cả Nhỡ phải một tối thế này Thì chịu vậy chứ biết làm thế nào Thế sao cô không bảo thực tôi từ trước? Để tôi kéo cô qua các nhà xăm để hỏi. Cô còn sĩ diện mãi. Nào ai biết cơ sự nó ra thế này? Thôi, này, tôi nói thế này thì anh nghe. Nếu bây giờ anh bỏ tôi ở đây, thì tôi không có tiền xả anh. Sự ấy đã đành rồi, nhưng mà anh thiệt. Vậy anh cố kéo tôi nữa. May tôi có khách thì tôi có tiền, mà anh cũng không phải phàn nàn nữa. Tôi thật là nợ nần gì cô kiếp trước hay sao? Mà này tôi khổ với cô như thế này. Đầu năm mà đã dấp. Giặc dối. Anh đừng nói thế. Ai muốn thế này làm gì? Bật đặc sĩ. Con ngựa người lại phải kéo con người ngựa vậy. Nhưng lần này thì thật là không buồn bước lên nữa. Chán quá. Rõ số đâu mà số ăn mày thế này. Anh xe vừa đi vừa thở dài. Khách cũng vừa đi vừa thở dài. Càng đi càng thấy phố vắng tanh vắng ngắt. Thỉnh thoảng mới gặp một người tùm hum cái áo bát ở suy mà đi có ý vội vàng. Buồn thay, đàn mũi vo vo bay, đùa nhau xung quanh ngọn đèn. Lá cây sột sạt rụng, đuổi nhau ở trên đường nhựa. Anh xe dắt xe đi diễu qua các cửa nhà xăm để xin việc cho cô à. Nhưng lúc ấy đã 2 giờ sáng rồi cho nên ế. May sao, đến đầu phố hàng gai thì gặp một người ăn mặc ra dáng ăn chơi, đang tất tả cúi đầu đi. Cô à rử mồi, đánh liều gọi lại, vở vĩnh hỏi tham đường. Nhưng khốn nạn, anh chàng này lắc đầu và cứ rào càng bước đều tôi không biết cô hỏi thăm anh xe này cũng được tôi còn vội đi mời đốc tờ cho vợ tôi ốm đây hai cái thở dài thất vọng theo đuôi nhau rồi không ai nói thêm một lời nào anh xe lại từ từ tiến bước cô làm thế này thì tôi chết mất thôi anh bằng lòng vậy ấy cũng may cho cô vớ vẩn máy ở ngoài phố thế này mà gặp mật thám hoặc đội con gái thì khốn mật thám tôi cũng chả sợ Đội con gái tôi cũng chả cần Vì tôi có ba tăng Đi một lúc lâu Chẳng gặp một ai cả Cô à bảo anh xe Này, anh đội xuống tôi bảo Tôi nói thực với anh nhé Bây giờ đã về sáng rồi Chắc anh kéo tôi mãi cũng đến thế mà thôi Tôi thì thực không có tiền giả anh đâu Tôi gán cho anh khăn áo đồng hồ Mà anh không lấy Thì tôi chả biết nghĩ thế nào cho phải cả Thôi thì anh kéo tôi ra chỗ kín vắng anh muốn bắt tôi gì tôi xin chịu Tôi bắt gì cô mà tôi bắt Cô à nắm lấy tay Vỗ vào vai anh xe nhăn nhở cười Anh này thật thả quá Nghĩa là chỉ có anh với tôi thôi Thì người tôi đây Anh muốn làm gì tôi cũng bằng lòng Ôi thôi tôi lại cô Nhỡ cô đổ bệnh cho tôi thì tôi bỏ mẹ tôi Không sợ Tôi mới khám bệnh hôm qua Thôi tôi chắp tay tôi van cô Cô có thương tôi Thì mời cô xuống xe cho tôi về và xin có tiền xe. Thế thì anh cứ kéo tôi về nhà tôi, xem có đồ đạc gì đáng giá, thì anh cứ việc lấy. Anh xe bụng bảo dạ, thôi thì cầm bằng như mất tất cả buổi đêm nay là cùng. Nhưng ta chịu khó kéo nó về, may xem nó có cái gì thì ta lấy, còn hơn về không. Thật là đỏ nát đụng nhau. Nhà cô ở đâu? Trên hàng bún. Anh xe vừa kéo vừa lầm bầm nói một mình. Không có tiền, cũng leo lên xe mà ngồi Chỉ sĩ diện hão thôi Lại còn tí tách hạt dưa với phỉ vẻ thuốc lá mà không biết ngượng Cô à đành chịu mặt dày cho anh xe mắng một ít câu cho bõ hơn Cứ ngồi im như phỗng Lúc ấy gió bấc thổi cam cam Buốt đến tận xương Nhà hàng phố đã thấy có người dậy Nhưng họ dậy có phải để đi tìm gái đâu Đến cửa một nhà xăm cô ả à bảo Anh ghé vào đây một tí Cho tôi hỏi vay tiền người này xem có được không Anh xe hơi có hy vọng đỗ lại để cho cô ả vào. Rồi vì mệt lử, anh ngồi phịch xuống sân xe, tựa lưng vào thành, vừa chờ vừa nghĩ vơ nghĩ vẩn. Một lúc lâu, một tràng pháo nổ vang trời làm anh giật mình. Anh sực nghĩ đến cô ả. Không biết cô ta vào đấy làm gì mà lâu thế, hay có lẽ đã có món khách nào chăng? Nhưng thế nào cũng phải trả tiền cho mình về đã chứ, lại bắt mình chờ đến sáng hay sao? Anh gõ cửa gọi, người bồi xăm xa. Ông ơi, tôi hỏi thăm ông, Người con gái cuốn khăn quảng trắng vào đây ban nãy Nằm ở buồng nào Chả có buồng nào có khách cả Thế người con gái ấy đâu Ra ngay từ bao giờ rồi Còn đâu mà hỏi Thủi chết tôi rồi Ra cửa nào Người bồi lấy ngón tay cái Hất ngang về phía cổng sau Anh xe choáng người như nghe tiếng sét đánh Anh bàng hoàng như trò tình sắc chiêm bao Người bồi xăm nói sẵn Đi cho người ta đóng cửa Ai bảo anh xông nhà cho tôi Nam mới đừng bí bang. Ông ơi! Người bồi rúi vai anh xe đẩy xa, rồi đóng ập cửa lại. Anh xe nghiến sang cau mặt, lùi thủi ra hè. Cầm cái đệm, quật mạnh vào hòm đánh thành một cái. Anh móc túi lấy bao diêm đốt vía, rồi khỏe bàn chân, co cái càng lên, đưa tay ra đỡ thùng thẳng ra xe đi. Tiếng pháo chảo xuân nối đuôi nhau, đùng đùng, toạch toạch. các bạn đang nghe chuyện suýt thành nhà đại phú tưởng là việc cướp hay cháy gì ở đâu chẳng hóa ra cô hồ mất gói đầu tư trang mới độ 5 giờ sáng mà cả nhà trong nhà ngoài mất ngủ rõ ràng con gọi nó lại con để nó ở đây này bây giờ con sò thì không thấy nữa mà cả gầm giường con cũng soi rồi sao con không cất vào tủ hay đưa cho me lại để đây Thế này nhé Lúc mẹ ngủ thì con cũng ngủ Nhưng cái vòng hột nặng chiếu Nó cứ đẻ lên cổ con Cái hoa nó cứ sát vào mang tai con Cả mấy đôi vòng ở cổ tay Mấy đồng bạc ở trong túi Nó cứ cảnh cạnh làm cho con khó ngủ quá Con mới tháo tất cả ra Gói vào cái mùi xoa Để ở đầu giường này cẩn thận Rồi con mới ngủ kia mà Ngày ấy tôi trọ học ở nhà bà cụ đẻ ra cô hồi Bà cụ quá chồng Mà chỉ sinh được một mình cô ta cho nên chiều chuộng hết sức. Từ lúc cô hồi đi xem hát về tối hôm trước, tôi không học được bài nữa. Cái tai cứ để cả vào câu chuyện phiếm dưới nhà dưới. Nhỉ me nhỉ, cái vai ấy đóng khéo, cái vai nọ hát hay. Rồi huyên thuyên, cô ấy bình phẩm, những cái gì cái gì. Khổ quá, một hai giờ sáng rồi mà vô ý vô tứ. Mười tám, mười chín rồi, chứ nào bé xác gì. Nhà thì ở chung ở trạ, mà cô hồi còn bô bô cái mồm, mãi không thèm xếp lọ diễn thuyết lại. Cô nói cho đến lúc thấy mẹ ngáy mới chịu ngả lưng. Ra cái tai được nghe chuyện phiếm, thì cái óc cũng đâm ra nghĩ ngợi những chuyện đâu đâu. Thấy người ta được giàu có, ăn chơi sung sướng, thì mình cũng ước ao được lăn vào nơi bể bạc rừng vàng. Nhưng quái ác quá. Tôi cứ muốn làm sao được trở nên một nhà cự phú trong giây phút mà không phải tốn nhiều công. Kẻ ra muốn chóng sầu thì cũng không khó đâu Miễn là nên quên chữ nghĩa chữ gì đi là được Mà làm nghề gì Chứ lại làm quan, đi thầu Buôn thuốc viện lậu, ăn cướp thì chẳng mấy chốc Nhưng từ khi xảy ra chuyện cô hồi mất của Thì mỗi bẩn tôi biết một ông nhà giàu nào Là tôi muốn chiếu ngay lại cái phim ảnh đời ông ấy Để tôi đỡ hối hận về sự quá kính trọng Lúc ở nhà đang rầm rầm lên Thì tôi bừng mắt dậy Thấy thằng nhỏ con sen Bị một mẻ dọa gây cả thịt Nào đòn nhà sang tan Nào thề đến hàng trống Đứa nào đã cho xài mà không thú thực đi thì rồi sẽ biết. Không phải chúng bay thì còn đứa nào vào nhà này mà ăn cắp gói đầu tư trang của con bé? Câu nói của bà cụ làm cho tôi sự nghĩ đến cái thằng nó vừa mới vào nhà này. Nó đập cửa rầm rầm. Nhân tiện, nó khênh cái thùng vàng to tướng ở đằng sau. Chắc nó xả lọn cả cái gói vàng của cô em cho gọn chuyến. Nghĩ thế, nhưng tôi không dứt đứt mối ngờ của bà chủ, mà cũng không cho bà thêm một mối ngờ nữa. Tôi chỉ bảo nhỏ với cô hồi Rồi lặng lặng ra đi Lúc bấy giờ vào khoảng 5 giờ rưỡi Đáng lẽ đi chơi phố sớm như thế Thì được hít không khí trong trèo Mà cảnh buổi sáng tràn chứa biết bao mùi nên thơ Nhưng mà trái lại Tôi cứ phải léo đéo theo sau cái xe hơi Cái mùi không nên thơ Nó làm hao cho cái cơ quan tên là cái mũi Tôi nhìn rõ mặt thằng cha đẩy xe Chính mọi khi nó vẫn vào đổi thùng nhà tôi Tôi cứ đi theo sau Rất y tư kín đáo đến máy nước đầu phố nó đỗ lại khênh một cái thùng kê vào vòi máy rồi ấn nước đầy thọc hai tay vào xáo lộn lên đoạn lại để lên xe mà đi tôi càng đâm nghi cái xe lạch cạch đến ngoài châu thành thì không biết nó bảo thằng bò những gì thấy nó lễ mễ khuân cái thùng vào đầu hè mà cái nhà tranh rồi gọi to người ở trong nhà ra rằng cất cái này đi cho tao bu mày ơi tôi biết là nhà nó vợ nó ở trong nhà tất tả chạy ra nhưng đến khi ngó thấy cái thùng quý hóa mà mùi hôi thối dậy lên khắp góc trời, nó bèn dậy lên đành đạch, cất giọng gây nàng nặc mà xỉa sói chồng rằng Mày bắt tao cất cái này, quý hóa lắm thế à? Ôi đời ơi là đời, chồng ơi là chồng. Thằng chồng chẳng nói chẳng rằng, tạt đánh bốp vào má vợ một cái rồi đe. Mày muốn ở tù thì cứ quăng quá cái mồm lên, ông truyền đời cho mày không cất cái này, lúc ông về thì đừng chết con vợ lăn ra khóc rầm rĩ mà thằng chồng vừa đi vừa quay lại mặt ra dáng giận dữ lắm khi cái xe đi đã xa tôi bèn nói khéo với nhà bên cạnh thuê tiền và nhờ trong nhà đầy xình. hai nhà có tường liếp chắn đôi thành ra trông sang bên kia rõ mồn một, một nằm ăn vạ một mình bên cạnh cái thùng xia còn vợ cũng đã biết sợ cái hơi nguy hiểm và cho việc mình là vô ích nó liền ngồi dậy nào nôn nào ẹ nào khạc nào nhổ nào nhăn mặt nào bịt mũi rồi nó vào trong nhà khép kín cửa lại nằm lăn trên giường mồm thì chửi rủa cái thằng chồng ngu ngốc đem rước cái nợ ấy về nhà cái thùng vẫn ngồi lù lù ở đầu hè nhà nó hơi bốc lên ghê quá làm cho ai qua lại cũng phải khạc nhô ầm ầm một lúc lâu thằng chồng về thấy cái thùng vẫn nguyên ở đó nó hầm hầm đẩy cánh cửa đánh sình một cái mà rằng mà bố mày vẫn để ở cửa kia à con vợ cáu tiết giở dậy Định cả khi gây chuyện lôi thôi to, thì thằng chồng đang ỉ ạch khênh cái thùng vào nhà. Còn mẹ khốn nạn kêu dầm làng nước, rồi lôi kéo thằng chồng trở lại. Mà thằng này thì cố miệt đi. Thành ra hai vợ chồng sàng co, cái thùng nặng quá rơi bịch xuống đất. Làm bắn vung vít cả nhà, mùi thối hang sông lên, làm cho tôi đứng ở hàng xóm cũng không chịu nổi. Còn vợ túm lấy thằng chồng, vừa thở vừa nói. Mày bảo mả bố ai, thì bảo cái mả bố ấy ra ngoài kia. Chồng thấy vợ làm hăng quá, liền nói nhỏ vào tai những gì, thì tự nhiên thấy con vợ đổi ngay nét mặt. Chắc có lẽ nó giảng cho vợ nó nghe, trong cái mả ấy có những gì, rồi thấy con vợ hớn hở, tươi tỉnh, giờ ngay tay ra khinh đỡ với chồng, mà không thấy tỏ ra ý tỏm như trước nữa. Chẳng nhổ, chẳng khạc, chẳng bịt mũi, chẳng quay đi, lại nghe như có ý vui lòng lắm. Vào đến sân, còn mẹ cởi vang áo ra, thọc cả hai tay vào trong thùng mà mò. Một lúc, nó lấy lên một chiếc xuyến Mừng rỡ quá Nó càng thấy phấn chấn trong lòng Rồi lại chiếc xuyến nữa Thế là nó cúi gầm cả mặt nó vào cái miệng thùng mà khỏa Mà bốc, mà sờ, mà bóp Mấy chiếc Đầu đuôi thế nào Bố mày nói cho tôi nghe Tao đang đi vào cái nhà ấy Thì chân tao xéo ngay phải cái bọc trắng trắng Tao đã thấy nặng nặng Lúc ấy thằng nhỏ đang lùi húi thắp nắm hương Tao cúi ngay xuống nhặt lên Bỏ tọt vào túi vào đến đằng sau tao cởi gói soi đèn thì ra cái gói giặt vàng với bạc sáu chiếc xuyến ba cây nhẫn một đôi hoa tai một chuỗi hạt vàng dai bằng chừng này với hai đồng bạc ba hào sáu xu tao sợ bỏ vào túi thì nhỡ nó biết mà khám thì lấy không trôi tao bèn rứt đứt cái dây hạt vàng ra Tọt cá vào trong thùng này bố mày khôn nhỉ ra đến chỗ máy nước tao đổ đầy vào trong thùng và xáo lộn lên cho thằng làm bò nó không trông thấy Lúc tao đẩy xe, tao cố kìm lại cho nặng. Thằng kia miết mãi không lê được. Tao mới tán với nó để lại một thùng. Rồi tao đi sau cho. Sao bố mày không bảo thực ngay tôi từ trước? Bố mày khôn quá. Này, phải đổ ra đất mới dễ tìm hạt vàng. Vì nó bé quá. Nói xong, hai vợ chồng đổ cái thùng ra sân. Phần lòng tóe loang ra đất. Trời ơi ghê quá. Đàn giỏi nhung nhúc bơi xa. Mùi khai thối sực lên tận óc. Còn vợ thấy nhiều vàng quá mừng rú lên vồ lấy vổ để Bắt đổ tượt chân Ngạ đánh oạch một cái Bê bết cả vào mặt lẫn người Nhưng vì nó mê về của cải Nó không trông thấy bẩn Không ngửi thấy thối Cứ tự nhiên như không Lan cả vào cái mỏ vàng mà nhặt Lúc ấy mặt trời đã lên cao Chiều ánh nắng vào khắp cả sân rồi Mổ hôi nhễ nhại Nhưng chúng nó hình như cũng không thấy được nội gì cả cứ cạm cụi chăm chỉ vào một việc bởi đông phân đống giỏi ra để tìm vàng bạc. Những lúc chúng ngứa mặt hay lưng thì cứ việc giơ tay lên mà gãi. Tôi thấy chúng mà động mối thương tâm. Trước khi chưa dùng tay vào tìm vàng bạc thì trong mặt chúng còn sáng sủa sạch sẽ như mọi người. Từ lúc cái lòng tham lam nó dục chúng cố nhắm mắt để quên cái khai cái tối để làm sầu. Thì xa cái đồng vàng bạc càng to bao nhiêu mặt chúng càng dây nhẹ nhẹt nhiều cướt nhiều đái bấy nhiêu thành ra trông rõ ra khốn nạn đê tiện. Vậy mà chúng có biết gì đâu, còn vợ còn nói hợm với thằng chồng rằng Nhì nha nhì, giờ cho ngày nào ta cũng được món bò như thế này, thì mấy chốc chẳng tậu được nhà gạch, chẳng mua được tô bin, chẳng nên được ông kia bà nọ. Tôi nghe thấy con vợ chưa giàu mà đã hợm, mà tôi giật nảy mình, bụng bảo dạ. Giá cứ để cho lũ này được nuốt trôi cái món bò ấy, thì chưa biết chừng, một ngày kia biết đâu nó chẳng trở nên nhà đại tư bản có đủ sức xoay được cả thế giới nghĩ vậy tôi không muốn để xã hội ta sẽ có thêm một bậc tai mắt như thế nữa mà dày ra dà. tôi liền lập tức đi báo ông cò để mời nhà đại tư bản ấy lên nghỉ chơi trên bóp